Chào mừng trở lại channel của mình nha các bạn. Nếu các bạn muốn mình chơi trò gì thì cứ comment bình luận bên dưới nha. Mình sẽ nhiệt tình chơi với các bạn. Mình sinh ra để phục vụ các bạn nhé.
Tiếp tục công nghệ mộc của mình nha các bạn, khoái cho chơi nữa.